Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Hồng Phượng Trip. Hôm nay chúng ta sẽ cùng hai bạn Tuyết Ngân và Minh Nhật đi trải nghiệm khám phá Sài Gòn yêu thương bằng xe đạp nhé. Bây giờ là 5 giờ chiều, hành trình của hai bạn trẻ sẽ xuất phát từ cầu Thị Nghè ở Bình Thạnh, theo đường xô viết Nghệ Tĩnh ra vòng xoay Hàng Xanh, leo lên cầu Sài Gòn, qua khu nhà giàu Thảo Điền quận 2, vòng về cầu Thủ Thiêm và kết thúc lúc 9 giờ tối. Những chuyến đi vòng quanh bằng xe đạp như thế này vừa giúp bạn rèn luyện sức khỏe, vừa giải tỏa căng thẳng sau một tuần học tập. Ngoài ra nó còn giúp bạn nhận ra những khung cảnh thiên nhiên xung quanh đẹp tuyệt vời như thế nào. Cũng có thể là đạp xe vì môi trường, vì muốn ngắm nhìn mọi thứ chậm rãi, hay muốn thử thách bản thân, vân vân, là những lý do mà người ta có thể kể ra khi có ý định thực hiện hành trình bằng xe đạp. Nếu các bạn chọn đi vào ban ngày thì khi đạp xe qua những địa điểm tham quan, các bạn có thể ghé vào để tìm hiểu, ôn lại những kiến thức văn hóa, lịch sử và đời sống của người dân Sài Gòn, hoặc có thể chụp hình thoải mái, không bị ràng buộc thời gian. Nhìn hai bạn trẻ hào hứng đạp xe làm cho những thế hệ U40, 50, 60, thậm chí là 70 nhớ lại cảm giác của những năm trước kia khi mình là sinh viên, vừa mệt vừa gắng sức cùng người bạn phía trước gò lưng đạp xe qua các đoạn đường. Thật là thú vị quá đi. Thoải mái vừa đạp xe vừa ngắm nhà đẹp, những kiến trúc tiêu biểu vừa cổ vừa hiện đại, những công viên xanh mát và tận hưởng ven sông lộng gió là trải nghiệm không dễ có được nếu đi bằng phương tiện nhanh hơn. Và bây giờ là dừng lại để nạp năng lượng nha các bạn. Nếu mà không rèn luyện trước khi hành trình thì sẽ khá mệt đấy. Và nếu sức khỏe của bạn không đủ để tham gia hành trình dài thì bạn có thể chọn những chuyến hành trình ngắn hơn để trải nghiệm những con dốc, những cái nắng oi bức hay là những cơn mưa lướt qua. Và bây giờ đã đến cầu Sài Gòn, chúng ta có thể dừng lại để ngắm landmark 81, đổi màu ánh sáng rất đẹp về đêm. Dốc cầu này đạp xe rất mệt nên chúng ta có thể đi bộ. Này thì đạp xe đạp đến cầu Sài Gòn. Mà xe không có số nha. Thanh niên đạp xe đạp chở gái lên cầu Sài Gòn. Qua những chuyến đi như thế này, bạn sẽ tận hưởng một Sài Gòn sống chậm, phát hiện ra một Sài Gòn tưởng chừng như xô bồ hối hả, nhưng cũng có lúc trầm lắng, nhẹ nhàng và đẹp đến lạ thường, đáng để khám phá như vậy. Chỉ có rong ruổi bằng xe đạp mới có thể cảm nhận được hết những điều thú vị của nhịp sống Sài Gòn. Nơi đây là khu Thảo Điền quận 2 nha các bạn. Vận tốc đạp xe đối với đường bằng phẳng là 15 km/h, nhưng với đèo dốc là khoảng 3-10 km/h. Và đạp xe thì rất tốt cho sức khỏe. Đạp xe là hình thức vận động giúp giảm cân hiệu quả nè, ổn định huyết áp, tăng lưu thông máu, còn cải thiện ngoại hình nữa nha. Và khi đạp xe thì bạn rất là tự chủ và linh hoạt. Bạn có thể xuất phát đến bất cứ nơi nào mà mình muốn và dừng chân tại nơi cảm thấy thích hợp để ngắm cảnh mà mình yêu thích. Và nếu bạn đi phượt bằng xe đạp về những vùng nông thôn hoặc rừng núi ở những nơi xa hơn thì bạn có thể dừng chân ở những cái làng mạc, sông hồ, ao suối, thưởng ngoạn khung cảnh hai bên đường, hòa mình vào cuộc sống bình dị ở nông thôn. Đó là điều mà ai cũng muốn làm một lần trong đời. Bây giờ chúng mình đang ở trên cầu Thủ Thiêm, và phía bên kia là landmark 81. Nhìn hai đứa như mỗi nhà ra đi. Sẽ có một Sài Gòn rất khác, bình yên, đẹp đẽ qua góc nhìn của một người đi xe đạp. Bởi khi đi xe đạp, bạn sẽ di chuyển chậm nên sẽ bắt kịp những khung cảnh khác nhau của cuộc sống, cảm nhận mọi thứ xung quanh với đầy đủ những giác quan. Còn bây giờ Hồng Phượng xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn trong video kế tiếp nhé.